một bước đi nhỏ của một con người, một cú vọt lớn của cả nhân loại. Câu nói nổi tiếng ấy là của phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong ngay sau khi ông đặt bước chân đầu tiên của mình lên mặt trăng. Đó là lúc 2 giờ 56 phút ngày 21 tháng 7 năm 1969, thời khắc mà con người đã đạt được một cột mốc vĩ đại của lịch sử. Sứ mệnh Apollo 11 đã giúp cho chúng ta bước thêm một bước nữa trong hành trình khám phá mặt trăng, vệ tinh độc nhất của trái đất, đồng thời cũng là tiền đề cho những chuyến du hành vũ trụ sau này. Thế nhưng, phải chăng chúng ta có đang quá ngạo mạn? Cho đến ngày hôm nay, dù chúng ta đã nhiều lần tiếp cận, mặt trăng vẫn chứa đựng những bí mật khó đoán định, đặc biệt là ở nửa bên kia, nơi luôn luôn quay mặt ngược hướng với trái đất. Giữa không gian bao la rộng lớn, những kiến thức của con người liệu đã đủ để tự bảo vệ bản thân khỏi những mối nguy hiểm của vũ trụ? Sẽ ra sao nếu như hành tinh này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng? Sẽ ra sao nếu như con người không đơn độc trong thế giới này? Lấy cảm hứng từ những thắc mắc ấy, tựa game We Went Back đã ra đời, là một sản phẩm kinh dị góc nhìn thứ nhất được phát triển bởi studio indie Death Threat Games. We Went Back đặt bạn vào một vòng lặp bất tận bên trong một căn cứ vũ trụ bỏ hoang, và nhiệm vụ của bạn là phải trốn thoát khỏi đó. Câu chuyện của We Went Back mở đầu khi bạn tỉnh dậy từ bên trong căn buồng ngủ đông của một khu căn cứ kỳ lạ. Ở phía bên tay trái là một cánh cửa lớn hình tròn đã bị đóng chặt, còn ở kế bên bạn là 3 cái kén ngủ đông trống rỗng. Bạn bắt đầu đi men theo hành lang phía bên tay phải, nơi dẫn ra khu vực cửa thoát hiểm. Cánh cửa này hiện đã bị khóa bằng một mật mã mà chúng ta không hề hay biết. Chỉ biết rằng hệ điều hành mà khu căn cứ này đang sử dụng có tên là Luna OS, với 6 biểu tượng nhỏ phía bên dưới màn hình, trông rất giống với những trạng thái khác nhau của mặt trăng khi nhìn từ trái đất lên. Qua khung cửa sổ sau lưng, bạn căng mắt nhìn ra ngoài, nhưng tất cả chỉ có một màu đen tăm tối. Khó khăn lắm mới nhìn qua được ánh đèn lờ mờ là một nền đất xám xịt lỗ chỗ. Tất cả mọi sự kiện dường như đều ám chỉ rằng bạn đang ở một căn cứ vũ trụ trên mặt trăng. Ngay ở chỗ lối đi sang căn phòng kế bên, có một chiếc máy ảnh lấy ngay bị treo ngược từ phía trên xuống. Bạn gỡ lấy nó rồi đi tiếp, băng qua hai hàng trang phục phi hành gia vô hồn, thẳng tiến tới một căn phòng rộng lớn chứa đầy những thiết bị giải trí. Ở đó có bàn billard, máy chạy bộ, tạ tập và nhiều trang giấy dán tường khác. Hệt nhiên không có dấu tích sự sống của con người, không ngoại trừ khả năng căn cứ này đã bị bỏ hoang. Tấm lịch trên tường ghi rõ hai con số 7 và 69, thể hiện khoảng thời gian mà những người ở đây đã từng lưu trú. Sau phòng giải trí là phòng sinh vật học, với hai bộ dàn ươm cây được sắp xếp rất cẩn thận và một con chuột thí nghiệm vẫn còn sống, chứng tỏ nơi đây mới chỉ vắng bóng người một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Tiếp sau đó là phòng điều khiển, nơi có một dàn máy tính hiển thị những thông số phức tạp liên quan tới tọa độ và vị trí của cả trạm. Bạn không hiểu chúng có ý nghĩa gì cả, nên đi tiếp. Ở cuối hành lang là một cánh cửa. Bạn bước tới, mở nó ra và bạn lại bắt gặp những cái kén ngủ đông. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn những vật thể ấy, vẫn là cái kén thứ hai từ bên trái sang, thứ đã bật mở cho phép bạn bước ra ngoài. Vẫn là cánh cửa bị khóa mã, vẫn là khung cửa kính nhìn ra ngoài tối om. Đây chính là điểm xuất phát của bạn, chính là nơi mọi chuyện bắt đầu. Rất có thể bạn đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp, nhưng cũng rất có thể bạn chỉ vừa đi hết một vòng tròn và quay về điểm xuất phát. Vì dù sao, từ nãy đến giờ, hướng bạn đi đều cong về phía bên tay trái. Bạn tiếp tục đi về phía trước và băng qua hai khu vực đầu tiên một cách dễ dàng. Nhưng khi tới gần khu treo trang phục du hành vũ trụ, có thứ gì đó không ổn. Tất cả những bộ trang phục đều đang quay ra nhìn bạn, dõi theo từng bước chân của bạn. Và vì bộ đồ kia đã chặn mất lối đi, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chui đúng vào nơi bạn nhìn thấy con sinh vật gớm ghiếc nọ. Cuối đường ống thông gió hóa ra là một căn phòng nhỏ dán đầy những mẩu ghi chú. Bức tường bên tay trái có tấm poster với 8 pha đầy đủ của mặt trăng, kèm theo hai bức ảnh chụp lấy ngay được gán sẵn hai chữ, kết hợp với 4 chỗ khuyết còn lại tạo thành một dòng chữ có 6 chữ cái, vừa khớp với 6 biểu tượng trên màn hình máy tính mã hóa của cánh cửa. Trên hai bức tường còn lại, những mẩu ghi chú lần lượt là những lần đoán thử ô chữ thất bại, ám chỉ rằng mỗi biểu tượng mặt trăng lại đại diện cho một chữ cái riêng biệt.
Rất có thể đây chính là thứ bạn cần để giải mã cho mật khẩu cánh cửa. Lúc này, bộ đồ chắn đường đã biến mất, cho phép bạn tiếp tục đi thẳng một mạch về cánh cửa phía cuối trạm vũ trụ. Chỉ có điều, lần này thay vì quay trở về những cái cánh ngủ đông, bạn đã bước thẳng tới phòng giải trí. Kỳ lạ hơn nữa, không chỉ một mà toàn bộ những căn phòng còn lại của trạm đã biến thành phòng giải trí. Một vòng lặp thực sự đang diễn ra, như muốn ép buộc bạn phải tìm được manh mối nào đó bên trong căn phòng này. Bạn tiến tới chiếc bàn bia, nơi có một thứ mới mẻ và khác biệt đã xuất hiện. Đó là một thiết bị ghi âm. Ở phía sau lưng của nó là hình ảnh của một trong 8 pha của mặt trăng. Đây chắc hẳn là manh mối thứ nhất mà bạn cần tìm kiếm. Bạn lấy máy ảnh ra, chụp nó lại, rồi đi tiếp. Tới cuối cùng, cánh cửa tròn lại dẫn bạn trở về với những cái cánh ngủ đông. Có vẻ như sau khi tìm thấy manh mối đầu tiên, mọi thứ đã trở lại bình thường. Hoặc ít nhất là bạn tưởng thế. Trong chiếc cánh đầu tiên, bạn bất ngờ phát hiện ra một sinh vật ghê sợ đang mắc kẹt phía bên trong. Nó có ngoại hình khá giống với thứ bị lôi tuột vào trong đường ống thông gió mà bạn nhìn thấy ban nãy. Hơn nữa, tấm kính lớn đối diện lối thoát cũng đã bị nứt một mảng. Và nếu bạn để ý nhìn ra ngoài thì... Bạn tiếp tục bước về phía trước, băng qua phòng giải trí, băng qua những bộ đồ bảo hộ và tới phòng sinh vật, nơi bạn phát hiện ra sự biến mất kỳ lạ của con chuột thí nghiệm. Có lẽ đây chính là nơi chứa dữ kiện tiếp theo của câu đố, và quả đúng là như thế. Cánh cửa tròn của hành lang đưa bạn quay trở về với đúng phòng sinh vật, trong một vòng lặp liên hồi y hệt với căn phòng giải trí ban nãy. Bạn bắt đầu tìm kiếm và dễ dàng nhận ra một vệt máu lớn phía bên tay trái, cùng với một bàn tay đã bị cắt lìa. Ở chỗ phần cổ tay bị đứt là một hình ảnh khác về mặt trăng. Bạn chụp hình nó rồi đi thẳng một mạch về phía cuối hành lang, bước qua cánh cửa, kết thúc vòng lặp và quay trở về điểm xuất phát. Lúc này bên trên tấm cửa kính, số lượng vết nứt đã tăng lên. Để rồi khi bạn tiến gần tới phòng giải trí, một thứ gì đó đang chờ đợi bạn. Nó là một sinh vật cao lớn, cơ thể toàn cơ và xương, không có da thịt, đứng thủ thế chặn ngang lối đi. Không thể chạy trốn, cũng không có đường nào khác để đi. Bạn buộc phải tiến về phía nó. Sau khi con quái vật bỏ đi, bạn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc này bạn nhận thấy phòng sinh vật đã hoàn toàn thay đổi. Đám cây trồng đều đã chết hết, đất thì vương vãi lung tung. Còn con chuột đã xuất hiện trở lại, nhưng đầu của nó đã bị cắt đứt. Vòng lặp ngay sau đó chỉ ra rằng manh mối tiếp theo bạn cần tìm nằm ở khu vực thí nghiệm của trạm. Và đó chính là chiếc đĩa Petri đặt trên kính hiển vi với một hình ảnh khác về mặt trăng. Dùng phương pháp tương tự, bạn cũng tìm thấy mảnh ghép cuối cùng tại phòng điều khiển, nơi manh mối được in lên một nhãn cầu bị một chiếc bút chì đâm xuyên qua. Sau khi thu thập đủ 4 dữ kiện mật khẩu, bạn quay về điểm xuất phát và tiến thẳng tới căn phòng bí mật phía sau đường ống thông gió. Điều quái dị nhất là những bộ đồ phi hành gia treo phía bên ngoài đều đã tắm trong máu. Những vệt máu lớn túa ra từ vùng cổ, trong khi căn phòng bí mật bắt đầu phát ra tiếng nhạc. Bản nhạc ấy xuất phát từ một cái máy hát có một chiếc đĩa vàng không rõ được gắn vào lúc nào. Trên mặt đĩa là 8 chữ cái được khắc theo hình vòng cung, và khi mang sang tấm bảng chứa manh mối thì nó nằm vừa khít lên tấm poster, cho chúng ta biết cách thức để giải ra mật mã. Khi ghép đúng chu trình của các pha mặt trăng lại với nhau, cuối cùng chữ Futile hiện ra. Đột nhiên mọi thứ bắt đầu bốc cháy. Bạn tìm cách quay trở ra, nhưng cánh cửa thông gió đã đóng lại. Phía bên ngoài, ai đó vừa bước dọc hành lang. Bạn thoát ra và đuổi theo, nhưng kẻ đó đã mất hút. Thay vào đó, giữa màn lửa khủng khiếp, những xác chết tương ứng với những sự kiện bắt đầu hiện ra. Đó là xác của một người bị đâm chết bằng cây gậy bia tại phòng giải trí, một người bị cắt đứt bàn tay trong phòng sinh vật học, và một người bị bút chì đâm thẳng vào mắt trong phòng điều khiển. Khi đi tới cuối hành lang, một phi hành gia bốc cháy bất ngờ nhảy từ trên xuống và siết cổ bạn. Bạn ngã gục và dần dần lịm đi. Lúc tỉnh lại, bạn thấy mình quay trở về trước kén ngủ đông ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, không cháy nổ, không hỏng hóc, không xác chết, chỉ trừ đúng lối thông gió vẫn còn mở. Tuy nhiên, bạn đã có mật mã mở cửa trong tay,
và chẳng có gì có thể cản bước bạn trốn thoát khỏi trạm vũ trụ này nữa. Dù cuối cùng cũng đã trốn thoát thành công, thế nhưng những bí ẩn vẫn còn đó. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Những phi hành gia trên trạm là ai? Liệu có phải con quái vật kia đã giết chết họ, hay còn một nguyên nhân nào khác nữa? Và quan trọng hơn là tại sao bạn lại xuất hiện tại trạm? Để có thể trả lời những câu hỏi ấy, chúng ta cần đi sâu vào nghiên cứu những manh mối mà nhà phát triển đã để lại trong game. Bối cảnh câu chuyện của tựa game We Went Back, như chúng ta đều biết, diễn ra tại một trạm không gian trên mặt trăng. Trạm không gian này có tên là Orbicular, hiện đang ở vị trí 142 độ trên đường chân trời của mặt trăng và được đặt sâu dưới lòng đất để phục vụ một nghiên cứu nào đó của con người. Trạm Orbicular được thiết kế theo hình một chiếc bánh donut, nghĩa là vòng tròn khép kín từ đầu đến cuối, giải thích vì sao bạn luôn luôn quay trở về điểm xuất phát khi đi tới cuối hành lang. Tờ lịch treo trên tường của trạm cho biết thời điểm xảy ra các sự kiện trên trạm là vào tháng 7 năm 69, trùng khớp với khoảng thời gian tàu Apollo tiếp cận mặt trăng vào tháng 7 năm 1969. Tuy nhiên, trong phòng giải trí của trạm lại có một tờ báo viết về thành công của sứ mệnh Apollo 11. Nếu thực sự trạm Orbicular là một phần của sứ mệnh Apollo 11, thì họ không thể nào sở hữu bản in của tờ báo nhanh như vậy được. Mọi chuyện hẳn phải xảy ra sau khi Apollo 11 trở về trái đất. Vấn đề là khoảng thời gian ấy là bao lâu? Lời giải hóa ra nằm chính trên tờ lịch treo trên tường. Nếu bạn để ý, ngày 1 tháng 7 rơi vào ngày thứ 2, chiếu theo lịch vạn niên thì đó không phải là tháng 7 năm 1969, mà là tháng 7 năm 2069. Nói cách khác, câu chuyện trong game xảy ra vào thời điểm 100 năm sau sứ mệnh tiếp cận mặt trăng của Neil Armstrong và Apollo 11. Rất có thể đây là một sứ mệnh thám hiểm khác của con người, nối gót Apollo 11, nhưng là để khám phá sâu hơn về phần phía dưới lòng đất của mặt trăng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là chuyện gì đã xảy ra trên trạm? Theo như những gì mà chúng ta chứng kiến từ đầu game đến giờ, có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng tất cả các phi hành gia trên trạm đều đã tử vong. Dựa trên số trang phục vũ trụ của trạm, ta suy đoán rằng trạm có không quá 8 người. Trong đó, một người chết vì bị gậy bia đâm, một người chết vì bị đứt lìa tay trong phòng sinh vật, một người chết sau khi bị bút chì đâm vào mắt. Hơn nữa, chi tiết ngọn lửa trong trạm Orbicular cũng rất đáng chú ý. Ngọn lửa này xuất hiện sau khi ta tìm thấy mật khẩu cánh cửa, thiêu cháy gần như tất cả mọi thứ. Thậm chí có thể nhìn thấy lửa cháy trong chiếc chanh treo trên tường và trên cơ thể của kẻ đã cố bóc cổ ta ở cuối game. Mặt khác, tại một thời điểm nào đó trong game, bạn sẽ để ý thấy tờ lịch trên tường đã bị đổi sang tháng 2 năm 1600 với ngày 17 bị khoanh đỏ. Đây chính là ngày mất của triết học gia Giordano Bruno. Đây cũng chính là cái tên xuất hiện trên tấm bảng giải mã. Nếu bạn chưa biết thì Giordano Bruno là người đã mở rộng thuyết nhật tâm của Nicolaus Copernicus. Ông là người đề xuất rằng các ngôi sao chỉ là các mặt trời bên ngoài thái dương hệ và có các hành tinh của chúng xoay quanh. Hơn nữa, có khả năng rằng các hành tinh này thậm chí còn có thể hình thành sự sống. Ông cũng khẳng định rằng vũ trụ là bao la vô tận và do vậy không có thiên thể nào ở trung tâm. Những lý thuyết ấy đi ngược lại với học thuyết của Công giáo, do đó Bruno đã bị tòa án dị giáo La Mã xét xử và hỏa thiêu ngày 17 tháng 2 năm 1600. Quay trở lại với câu chuyện về lửa trên trạm Orbicular, bạn có biết lửa thì liên quan tới yếu tố gì không? Đó chính là oxy, loại khí cần thiết cho sự sống của con người, đặc biệt là trên trạm vũ trụ. Oxy cũng chính là loại khí được nhắc tới trong hai mẫu thông tin quan trọng khác trong game. Lần thứ nhất, nó xuất hiện trên tấm poster treo trên tường bị rơi xuống đất. Bên trên là lời nhắc nhở các phi hành gia phải luôn kiểm tra lượng oxy trong máu. Đi kèm đó là hình ảnh đồ thị cảnh báo ngưỡng nguy hiểm. Lần thứ hai, oxy xuất hiện trên đúng tờ báo mà chúng ta bắt gặp trước đó. Sau khi tìm được gần đủ các manh mối mật khẩu, bạn sẽ thấy nội dung của tờ báo thay đổi. Thay vì tin vui chúc mừng sự thành công của sứ mệnh Apollo 11, bài báo đã viết rằng sứ mệnh này đã thất bại một cách vô cùng thảm khốc. Hai phi hành gia Neil Armstrong và Edwin Aldrin đều đã tử vong chỉ vài phút sau khi Apollo 11 cạn kiệt oxy. Và nếu như đây mới đúng là sự thật, thì chúng ta có thể đặt ra giải thuyết như sau. Trong dòng lịch sử của We Went Back, tiến trình khám phá vũ trụ của con người không hề suôn sẻ một chút nào. Tháng 7 năm 1969, tàu Apollo 11 gặp nạn. Hai phi hành gia của Mỹ đã thất bại trong sứ mệnh tiếp cận mặt trăng. Có thể họ đã thực sự hạ cánh xuống vệ tinh này, nhưng đã phải bỏ mạng trước khi quay về. 100 năm sau, con người một lần nữa tới thám hiểm mặt trăng
với dự định nghiên cứu xuống lớp đất sâu bên dưới bề mặt thông qua một cơ sở nghiên cứu hình donut được lắp đặt ngầm dưới lòng đất. Đoàn thám hiểm có khoảng từ 4 đến 8 người với 8 bộ đồ du hành gia và 4 buồng ngủ đông. Tại một thời điểm nào đó trong quá trình hoạt động, một vụ cháy lớn bộc phát trong trạm, có thể là do chập điện hoặc một nguyên nhân khác, khiến thảm họa thiếu hụt oxy lại một lần nữa diễn ra, giống hệt như trên tàu Apollo 11 năm nào. Quá hoảng loạn, các phi hành gia bắt đầu lên cơn điên và giết chết lẫn nhau, cho đến người cuối cùng cũng bị vùi trong biển lửa. Dù diễn xuôi nghe có vẻ thuyết phục, tuy nhiên giả thuyết này của chúng ta có quá nhiều lỗ hổng và thắc mắc chưa giải thích được. Nếu quả thực một sự cố đã dẫn đến vụ cháy trong trạm, vậy thì tại sao các phi hành gia lại bị mắc kẹt bên trong này? Ai là người đã khóa cánh cửa nhốt họ lại? Mọi chuyện có liên quan gì tới thứ sinh vật gớm ghiếc mà chúng ta đã đối mặt trong game? Và hơn hết là thân phận của chúng ta, của nhân vật chính. Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại bước ra từ buồng ngủ đông và giải được mật mã của cánh cửa? Có lẽ căn phòng bí mật trong trạm sẽ có lời giải đáp cho chúng ta. Giai điệu mà bạn đang được nghe chính là bản nhạc phát ra từ chiếc đĩa vàng xuất hiện ở cuối game. Bản nhạc này có tên là Dark Was the Night, Cold Was the Ground, được thể hiện bởi nhạc sĩ mù người Mỹ Willie Johnson. Năm 1977, Dark Was the Night, Cold Was the Ground đã trở thành bài hát được gửi vào vũ trụ sau khi được NASA duyệt chọn giữa 27 tác phẩm trong dự án chiếc đĩa vàng của tàu Voyager. Đây vốn là chiếc đĩa chứa đựng âm thanh và hình ảnh về cuộc sống và văn hóa của trái đất, được chúng ta gửi vào vũ trụ như một thông điệp xuyên không gian, với hy vọng chạm tới được những giống loài ngoài hành tinh. Vì vậy, việc chúng ta tìm thấy bản nhạc với chiếc đĩa vàng trong căn phòng bí mật ám chỉ một điều, rằng câu chuyện trên trạm Orbicular chắc chắn có sự can thiệp của những thực thể ngoài vũ trụ, và cụ thể là thứ sinh vật mà chúng ta đã bắt gặp xuyên suốt game. Chúng ta bắt gặp sinh vật này tổng cộng 5 lần. Một lần ở ngay lối vào căn phòng bí mật, một lần ở trong kén ngủ đông, một lần nó xe qua khung cửa sổ, một lần trực tiếp đứng chắn đường bạn, và lần cuối cùng là ở cuối các chuỗi vòng lặp nhỏ nếu như bạn không tìm thấy được manh mối. Ở lần cuối này, nó sẽ thực sự giết chết bạn. Chi tiết này nói lên hai điều. Một là các vòng lặp thời gian thực sự tồn tại, chứ không đơn thuần chỉ do kết cấu hình vòng tròn của trạm vũ trụ. Và thứ hai là sinh vật kia rất muốn bạn đi tìm manh mối để mở cửa, vì nó chỉ giết bạn khi bạn không tìm được mà thôi. Rất có thể sau khi nhận được tín hiệu từ chiếc đĩa, những sinh vật ngoài hành tinh đã để ý tới trái đất. Chúng quyết định chọn nhóm người đang cư trú trên mặt trăng để làm mục tiêu tiếp cận. Còn alien đã tìm cách chui vào được bên trong trạm, ẩn nấp đâu đó và can thiệp vào hệ thống an ninh, làm thay đổi mật khẩu của trạm, rồi đốt lửa. Nhận ra bản thân đang bị mắc kẹt, các phi hành gia bắt đầu hoảng loạn. Họ mặc bộ đồ vũ trụ để bảo toàn oxy, nhưng cuối cùng vẫn giết chết lẫn nhau mà không hề nhận ra rằng các mẩu manh mối đã bị cài vào trong chính cơ thể của họ. Tới đây, ta có hai giả thuyết như sau. Thứ nhất, kẻ tội đồ bị mắc kẹt là kẻ cuối cùng sống sót sau khi bóc cổ đồng loại. Nhân vật chính của chúng ta cuối cùng vẫn chết trong biển lửa và mắc kẹt trong trạng thái limbo, không thể siêu thoát. Anh ta bắt đầu bước vào một vòng lặp vô tận để đi tìm những manh mối, đi tìm lối thoát cho bản thân khỏi sự nguyền rủa của số phận. Nói cách khác, bạn đã nhập vai vào kẻ tội đồ, The Imposter, trong chuỗi vòng lặp thời gian cuối cùng của mình. Sau một khoảng thời gian dài trước đó suy luận và thu thập thông tin, việc tìm ra chính xác đoạn mật mã mở cửa, đồng thời hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trên trạm, chính là tấm vé một chiều giúp bạn thoát khỏi cõi limbo vĩnh hằng. Tuy nhiên, giả thuyết này không giải thích được về sự hiện diện của con quái vật, cũng như vì sao nó lại tha mạng cho bạn, nên ta tiếp tục với giả thuyết thứ hai. Đó là thí nghiệm trở thành người ngoài hành tinh. Giả thuyết này chỉ ra rằng động cơ thực sự của các alien là muốn biến con người thành một trong số chúng. Để làm được điều đó, trước tiên chúng sử dụng phương pháp chọn lọc tự nhiên, chỉ giữ lại kẻ sống sót cuối cùng. Người này sau đó không chết cháy mà được các alien đưa về buồng đông lạnh để cứu sống, đồng thời tạo ra một vòng lặp vô tận như một phép thử, một thí nghiệm trí tuệ. Một khi bạn đã thu thập đủ manh mối và tìm được đường thoát thân, bạn sẽ chứng minh được bản thân. Bạn được tự do và gia nhập vào hàng ngũ các sinh vật ngoài hành tinh. Đoạn mật mã cuối cùng, futile, có nghĩa là lãng phí, vô ích, rất có thể được dùng để ám chỉ cho sứ mệnh lần này của trạm vũ trụ, hoặc thậm chí là dùng để nhạo báng con người, những kẻ yếu ớt, nhỏ bé và tầm thường trước những thế lực vũ trụ đầy bí ẩn.
Và đó cũng là phần kết cho video ngày hôm nay của chúng mình về tựa game We Went Back. Theo các bạn, giả thuyết nào thuyết phục hơn? Và các bạn nghĩ chuyện gì đã thực sự xảy ra trong game? Hãy cùng bàn luận phía bên dưới để chúng mình cùng biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.